Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh đại hậu TST Interactive đầu tiên Việt Nam dùng được cho Exeter 1K50-209. Vừa mới đây, một cái shop chuyên dọn xe nổi tiếng ở Cần Thơ đã đặt hàng về nước. Đây là có thể nói cái đèn hậu TST Interactive đầu tiên ở Việt Nam và được anh ta sử dụng để lắp cho cái chiếc FX-Skin 1K50 của mình để tăng thêm cái sự độc đáo và khác lạ hơn cho cái chiếc xe độ. Theo những gì mà mình đã tìm hiểu được thì hiệu đồ chơi TST Interactive đến từ Mỹ chuyên sản xuất đèn hậu đồ chơi dành cho dòng độc phân khối lớn. Với điểm nhấn là cái dải đèn LED được bố trí xung quanh và ở giữa được tạo hình bằng một cái lớp lưới rất là huyền bí. Và cái chiếc đại hậu TST Interactive đầu tiên Việt Nam vừa được một chủ xe lắp lên cái chiếc FX-Skin 1K50 của mình. Cấu tạo của đèn này đã được bố trí 108 bóng LED siêu sáng nằm xen kẽ với nhau, tạo thành cái hình thù rất đẹp và rất thể thao khi chiếc xe di chuyển ở trong đêm tối. Dù cái bóng LED là khá nhỏ nhưng ánh sáng rất tốt, hoàn toàn đảm bảo cái độ an toàn di chuyển ở trong cái trời tối hoặc là bật ở chế độ xi nhan. Cái phần đèn được tích hợp luôn cả cái chế độ xi nhan ở bên trong sẽ tự chuyển động thành vàng khi người chủ bật công tắc tín hiệu, tạo nên cái sự gọn gàng khi lắp lên một số dòng xe ở Việt Nam. Và các người chủ không thích phải sử dụng các mẫu xi nhan rời gây vướng víu. Đèn hậu được sản xuất phù hợp rất nhiều với dòng xe điển hình như là Exeter 1K50-209, Yamaha R3, MT03 và MT07. Và giá của mẫu đèn này ở Việt Nam rơi vào khoảng hơn là 6 triệu đồng một cây. Exeter 1/10 nâng cấp S9 khi trang bị một cặp heo Rainbow M4 kịch độc. Các chiếc Exeter 1/10 độ cái dàn chân phần lớn chắc không còn lạ lắm anh em chơi xe độ. Tuy nhiên việc nâng cấp lên cái dàn chân phần lớn đi cùng tấp tình đồ chơi phù hợp lại tùy vào mắt thẩm mỹ của những anh chơi xe. Dẫn chứng điều đó, chúng ta cùng xem qua các chiếc Exeter 1/10 độ cái dàn chân phần lớn đi cùng với cặp heo Rainbow M4 2019, cái màu sắc mới tanh cực kỳ lè loẹt khiến nhiều người chơi thích thú. Xem qua tấm thẻ, ta thấy con chiến mã khoác cho mình bộ áo tem chùm với cái sắc màu xanh dương là cực kỳ mát mắt cho chị tin. Đi cùng đó, lọt đồ chơi chuyển cho chị được các lên xe một cách thẩm mỹ cùng với cái dàn chân phần cơ lớn khiến chiếc xe trở nên hầm hô rất nhiều. Và góc này thấy người chủ trang bị cụm thắng Rainbow Asset đi cùng chiếc bình dầu rời hình quả trứng Rizuma CNC ống ánh sắc vàng. Việc chơi cái mẫu cụm này không những hướng kiển mà còn giúp lực phanh mạnh mẽ, xử lý ổn định trong những tình huống khẩn cấp. Toàn bộ chi tiết giữ nhám được ốp cặt bông bơ cực đẹp, tót lên được cái sự sang trọng cho xe. Hệ thống cái giảm sóc thừa hưởng từ cái mẫu phần cơ lớn và đến gắn hoàn chỉnh bắt buộc với cách là cái tì làm lại dầu và cái chản ba hoàn toàn mới. Cái mâm đĩa thừa hưởng từ cái chiếc Yamaha R6 kết hợp cùng với cặp heo Rainbow M4 2019 với 4 bits. Đây là mẫu heo phiên bản mới nhất với cái màu sắc vàng cực kỳ bắt mắt. Ngoài ra còn có những màu khác của phiên bản M4 và M50 như xanh lá và trắng vân. Lắp nồi trong suốt giúp ta quan sát được hoạt động bên trong của bộ nồi. Như các mẫu xe Ducati thường hay dùng cái nồi khô, cái cấp sau của R6 được gắn hoàn chỉnh khi trải qua nhiều công đoạn chế cháo, tạo hình trở nên là đầy cơ bắp như một cái chiếc lò phân lớn. Ống xả Anubis đúc dầm cực kỳ gọn, tăng thêm cái âm thanh là tơi tải. Bản độ tự như một chiếc phân lớn thật thụ đến từ Baker ở nước bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, subscribe.